cứ đẹp giữa hai người khiến khán giả vô cùng phấn khích. Đến với chương trình, ca sĩ Ngọc Sơn đã khiến MC Quyền Linh bật cười khi gửi lời chào tới khán giả bằng câu nói cửa miệng. Ngọc Sơn xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Nam nghệ sĩ vừa dứt lời thì Quyền Linh lên tiếng. Câu này nghe quen quá, ngày xưa tôi chở Ngọc Sơn đi hát bằng xe đạp từ mấy sân khấu như Trống Đồng, sân khấu 126 thì Ngọc Sơn cũng chào y chang như vậy mà giờ cũng vẫn chào như vậy được biết mc quyền linh và ca sĩ ngọc sơn là đôi bạn thân thiết từ những ngày mà cả hai chưa có gì trong tay thời đó anh mc quốc dân thường xuyên chở ông hoàng nhạc xến đi biểu diễn và lúc nào cũng ở bên để chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống tới khi ngọc sơn đã bắt đầu trở thành người nổi tiếng đi xe hơi thì quyền linh vẫn còn là anh trong xe đạp ở giáp hát hòa bình tuy lúc đó họ đã có sự khác biệt về vị trí nghề nghiệp thế nhưng cả hai lúc nào cũng xem nhau là những người bạn thân thiết nhất cho tới thời điểm hiện tại, cả hai đều là những ngôi sao rất thành danh trong showbiz Việt. Trong khi Quyền Linh từng thành công với phim ảnh, sau đó là MC, thì Ngọc Sơn là một trong những nam danh ca hàng đầu. Cả hai đều được khán giả yêu quý và ngưỡng mộ, không chỉ vì tài năng mà còn bằng những hoạt động thiện nguyện của mình. Chia sẻ về cuộc sống trong hai năm dịch bệnh, ca sĩ Ngọc Sơn bộc bạch. Suốt mùa dịch, tôi gặp rất nhiều khó khăn như chăm lo cho mẹ bị bệnh, nhưng đến giờ phút cuối cũng không gặp được mẹ. Nhưng mọi thứ cũng đã xảy ra rồi, trong mùa đại dịch, mình không thể nào mãi đau thương, u sầu để Covid-19 nó cuột mình. Hơn ai hết, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải rèn luyện sức khỏe và mỗi người phải tự chăm sóc lấy sức khỏe của chính mình. Đó cũng là đang chung tay cùng cộng đồng để đẩy lùi dịch bệnh. Được biết, trong mùa dịch, nam ca sĩ cũng đã đến các bệnh viện để ủng hộ các nhu yếu phẩm và tặng gạo cho nhiều bà con nghèo, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thưa quý vị, những ngày gần đây, thông tin về vụ việc tại tụ điểm mang tên Tịnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiên Am bên bờ vũ trụ gây rúng động dư luận. Đặc biệt là sau khi công an tỉnh Long An khởi tố vụ án để điều tra những tố cáo lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Theo thông tin mới nhất, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tập trung điều tra 4 bị can bao gồm ông Lê Tùng Vân, thầy ông nội Trùng Dương, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên với tội danh nêu trên đồng thời chưa khởi tố tội danh mới. Theo đó, những tình tiết xoay quanh ồn ào của tỉnh Thất Bồng Lai có tên mới là Thiên Am bên bầu vũ trụ vẫn đang tiếp tục thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Trong dịp Tết nhâm dần vừa qua, trong khi ba tu sĩ là Trùng Dương, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên bị tạm giam để phục vụ cho quá trình điều tra, thì tu sĩ Nhị Nguyên, một trong những người đứng đầu lại tích cực đăng tải những clip để cập nhật cuộc sống của các chú tiểu và những người đang sinh sống tại cơ sở tỉnh Thất Bồng Lai. Đáng chú ý, khoảnh khắc thầy ông nội nằm bẹp trên võng, xung quanh là bát hương, lễ vật và các đồ đệ quỳ lệ như tế sống đã khiến cho cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, theo luật sư Kim Lân của công ty luật An Thịnh Phát, hành động này không gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra vì người độc thoại là Nhị Nguyên và anh không có liên quan đến vụ án này. Cập nhật tình hình của ông Lê Tùng Vân qua các clip mà đệ tử đăng tải lên mạng xã hội cùng với thông tin từ báo chí cho biết sức khỏe của ông vẫn như trước đây do tuổi cao sức yếu nên người này hạn chế xuất hiện. Hôm qua, Nhị Nguyên tiếp tục đăng tải một vlog mới với chủ đề Cười bể bụng, đệ tử quá bực bội vì vòi nước nóng nhà tắm bị hư, không có nước nóng tắm. Đáng chú ý, lượng người xem của clip mới nhất tương đối ổn định. Tình hình các bé tại đây hoàn toàn bình thường. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Quý vị thân mến, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long được biết tới là một trong những nghệ sĩ thuộc thời kỳ đầu của làng Cải Lương Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Hoàng Cải Lương còn rất đa tài khi bắt đầu dấn thân vào ngành ẩm thực. Dù trải qua không ít những khó khăn do đại dịch Covid, thế nhưng bằng tinh thần lạc quan và tinh thần vững vàng, Kim Tử Long vẫn gặt hái được một số thành công nhất định. Mới đây, Kim Tử Long còn khiến cho khán giả sưởng sốt khi đăng tải video chia sẻ công việc của nam nghệ sĩ tại nhà hàng. Theo đó, Kim Tử Long đích thân lau dọn cửa hàng ngay trong ngày đầu xuân. Cụ thể, tiêu đề của video Kim Tử Long bị đi ngày Tết nhìn mà thấy thương quá đi. Ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Mở đầu video là hình ảnh của Kim Tử Long đang cặm cụi lau nhà kèm với dòng chú thích. Tết khai trương quán, lao động là vinh quang. Cụ thể, quán có hai người dọn vệ sinh nhưng một người chưa lên, thế nên Kim Tử Long phải tạm thời đảm nhiệm công việc này. Chỉ sau 3 giờ đăng tải, clip này đã nhận được hàng trăm lượt xem. Nhiều fan hâm mộ suýt xoa khen ngợi ông chủ quán nướng quá đã, Đồng thời cư dân mạng cũng gửi lời chúc mừng tới Kim Tử Long và nhà hàng sẽ ngày càng phát triển, mua may bán đắt. Cũng trong đoạn video này, Kim Tử Long không quên một phút quảng cáo cho quán của mình. Quán Quá Đã của nghệ sĩ ưu tố Kim Tử Long bắt đầu hoạt động từ năm 2017, đến nay đã có hai chi nhánh hoạt động ổn định. Xuất hiện trong đoạn video là quán Quá Đã một có địa chỉ tại số 62 Đồng Nai, cư xá Bắc Hải, phương 5, quận 10. Đồng thời, ông Hoàng Cải Lương cũng giải thích về nguồn gốc tên gọi quá đã. Ở đây cung cấp buffet, đồ nướng, uống bia thoải mái, không tính tiền. Ăn chừng nào no thì thôi, uống chừng nào đã thì thôi. Bởi vậy mà Long mới đặt tên là quá đã. Đặc biệt, Kim Tử Long còn tiết lộ món lẩu mà bất kỳ ai đến quán quá đã nhất định cũng phải thử. Bởi vì chỉ có quán quá đã mới có. Trên đất Sài Gòn không ai có. Chưa dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ còn giới thiệu một background để khách đến ăn có thể chụp hình với Kim Tử Long. Kết thúc video, Kim Tử Long làm lễ cúng khai trương và không quên gửi lời chúc sức khỏe tới người hâm mộ. Từng gặp không ít khó khăn khi mà hai chi nhánh của Quá Đã đã phải đóng cửa trong suốt 5 tháng dịch bệnh căng thẳng tại thành phố Hồ Chí Minh. Kim Tử Long tiết lộ, thời điểm đó ông lỗ 200 triệu mỗi tháng. Việc quá căng thẳng vì kinh doanh thua lỗ và ít sâu đã khiến cho Kim Tử Long phải gọi người mua thuốc và cạo gió cho mình. Cho đến nay, khi mà tình hình dịch bệnh trong Sài Gòn đã thuyên giảm, cộng thêm ý chí nỗ lực không ngừng nghỉ, Kim Tử Long tiết lộ hiện tại đã thu hồi được vốn. Thưa quý vị, vừa qua, vào tối ngày 10 tháng 2, sau khi test nhanh định kỳ cho các cầu thủ, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thủ thành Bùi Tiến Dũng có kết quả dương tính với Covid-19. Đến sáng ngày 11 tháng 12, kết quả xét nghiệm RT-PCR cũng trùng với kết quả test nhanh. Được biết, Bùi Tiến Dũng đã tiêm 3 mũi vaccine. Đây cũng là lần thứ hai năm cầu thủ nhiễm bệnh chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng. Đáng chú ý, chỉ một ngày trước khi được phát hiện dương tính với Covid-19, Bùi Tiến Dũng đã tham dự buổi họp báo, ra mắt phim Bẫy Ngọt Ngào, gặp gỡ, tiếp xúc gần với nhiều nghệ sĩ. Điều này khiến cho người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của dàn sao đã có mặt tại sự kiện ngày hôm đó như Phương Thành, Bảo Anh, Minh Hằng, Quốc Trường, Đông Nhi và Kỳ Duyên. Sau khi hay tin, mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thành, người đứng cạnh và chụp ảnh cùng với Bùi Tiến Dũng tại sự kiện, đã vội vàng đăng thông báo khẩn cho biết cô đã test nhanh và nhận kết quả âm tính. Chị Tranh cũng khẳng định 3 ngày sau cô sẽ test lại và báo kết quả để cho người hâm mộ an tâm hơn. Nữ ca sĩ lạc quan chia sẻ: "Đi tình nguyện viên 5 tháng tiếp xúc toàn vùng nguy hiểm, em không sao. Bữa giờ tiếp xúc với rất nhiều người bị nhiễm Covid, em vẫn không sao." Trước buổi tiến dũng, thời gian vừa qua, bóng đá Nam của Việt Nam cũng đã ghi nhận nhiều cầu thủ nhiễm bệnh như Hà Đức Trinh, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh hay Quế Ngọc Hải. Và đội tuyển nữ Việt Nam cũng suýt không thể tham dự Asian Cup 2022 vì gần hết đội hình nhiễm bệnh trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. Trên đây là những thông tin nổi bật chi tiết trong ngày của kênh tin tức 24h online. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ online. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.